Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Vâng ạ, hiện nay thì Hoàng Gia đang đứng ở trong một cái căn phòng chuyên để xếp những cái đôi loa, và trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ giới thiệu đến các bác và cũng như sẽ báo giá cho các bác những cái mẫu loa AR. Đấy, dòng AR thì Hoàng Gia còn những cái dòng như AR4, AR2, AR3, bánh tiêu, bánh bò, căng cước, căng vải, kim tuyến đủ cả các bác nhé. Hôm nay thì có khoảng tầm hơn 10 đôi các bác nhá, thì em cũng sẽ quay qua một loạt và báo giá cho các bác luôn nhá. Bởi vì do cái không gian nó không được rộng ạ, thì ở đây nó là một cái kho thôi. Đó, nên là điện đó nó không đủ sáng như như cái không gian mà Hoàng Gia vẫn quay như trên các clip khác. Nên là nhiều khi nhìn như thế này ấy, nó sẽ cũng bị không được cái điểm cộng của cái sản phẩm, nó sẽ không được cảm giác, nó sẽ không được sắc nét, bởi vì là nó không đủ ánh sáng các bác nhé, nó không đủ ánh sáng nên là nó chỉ được nó đã bị giảm cái độ đẹp của đôi loa rồi. Còn nếu mà mang đủ ống sáng, quay đủ sáng, chụp đủ sáng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, vì vì là không gian nhà Hoàng Gia không có cái không gian để bày hết tất cả các đôi loa được, và đây là quay luôn trực tiếp tại kho đấy, và nó chỉ có một cái bóng điện như này thôi nên là nó sẽ cũng không đủ độ sáng để nó làm cho cái sản phẩm nó nổi bật lên được các bác nhé. Và thế em cũng sẽ báo giá qua một chút một số cái model, bác nào quan tâm thì liên hệ với em, bởi vì những cái sản phẩm này thì chắc chắn là nó sẽ không có thể là giá nó giống nhau được. Với những cái đôi loa AR bánh bò này thì nó cũng có nhiều mức giá khác nhau, nó thì phụ thuộc vào cái độ đẹp, độ chất của từng đôi. Thì cái này thì chắc chắn là các bác cũng đã hiểu cái việc này rồi, thì em cũng không xin không nói lại nữa. Thì em bắt đầu em sẽ đi giới thiệu cho các bác một số đây, những dòng loa AR này đấy, đấy các bác này, đấy các dòng loa AR này gồm AR2 bánh tiêu này, AR2 bánh bò này, AR3 bánh tiêu này, đấy rất là nhiều đấy. Còn bên dọc này là các dòng mắt võng, mắt cáo này, em xếp riêng ở đây 77A, 88A, 88 trơn, 99 trơn này, xếp ra rất là nhiều đó. Đấy, AR4 này thì em sẽ bắt đầu giới thiệu với các bác một số cái đôi loa. À, ví dụ như đây là những dòng AR3, AR2 bánh bò chung bông teo phíp đấy, thì em có khoảng tầm cũng khoảng tầm 10 đôi đấy. Đấy, thì em cứ báo giá sơ qua để các bác biết nhá. Những cái đôi đẹp thì em nói luôn, những đôi đẹp là thùng của nó thì những dòng này thì đa số là thùng, là thùng lạng gỗ, mặt cây đi cây rồi, mặt cây đi cây. Thì những cái dòng này thì em đang bán với giá là những đôi đẹp xuất sắc là 20 triệu các bác nhá. Còn với những cái đôi nó tầm tầm như này, các bác nhá, nó tầm tầm này 16, 17 triệu, 18 triệu cũng có các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ ước chừng được trong cái tầm tiền nào thì em sẽ gửi ảnh cho các bác đúng cái đôi tầm tiền đấy. Ví dụ như các bác yêu cầu những đôi là khoảng 20 triệu đẹp xuất sắc thì em sẽ chụp cho các bác ảnh những đôi 20 triệu đẹp xuất sắc. Còn các bác thích những đôi 16, 17 triệu thì em sẽ chụp cho các bác đôi 16, 17 triệu. Đấy, các bác nhá. Đấy, những cái dòng cái kiềng loa bát này nó có loại đen, có loại trắng các bác nhé. Đây, như con này lại trắng này, những con này lại đen này, không phải là người ta sơn nên đâu các bác nhá, coi nhá, nó nhiều đời, nó sản xuất theo nhiều đời đời khác nhau lắm. Đấy, có những dòng bát là nó có kẻ ô này, có thấy kẻ không, có đường kẻ không, nhưng có những bát nó không có kẻ đấy, không có kẻ các bác nhá, nó khác nhau. Có những đời là bánh bò nó kiểu này, có những đời là bánh bò nó lại kiểu này, đấy nó khác nhau hoàn toàn các bác nhá. Còn tép phíp thì nó giống nhau, chung bông tép phíp thì nó giống nhau rồi đấy, chung bông tép phíp là giống nhau hết rồi các bác nhá. Đấy, thì Hoàng Gia cũng xin chia sẻ. Và những cái dòng loa AR này thì chắc chắn là nó AR2 này thì các bác ghép với những dòng như Amply, Fisher, Fisher thì rất là hay rồi, 450T, 500TX chẳng hạn, hoặc là 400T đánh rất là hay luôn các bác nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thể ghép một số dòng Amply châu Âu nữa, còn kể cả những dòng Amply đài xuất âm tụ hoặc những đài Amply của Sansui xuất âm tụ thì em cũng đã ghép rất là nhiều rồi, 2000X rồi 2000 trơn, Sansui S, Sansui 7, rồi những cái dòng Amply 5000A, 5000 trơn đánh đều ok hết. Ở đây thì em có đôi AR3 hay bánh bò tiếp rồi đấy, mặt cây đi cây. Ở đây em có một đôi này, đây có một đôi thôi đấy, thì đôi này thì em đang bán với giá là 37 triệu các bác nhá. Đôi này đẹp xuất sắc luôn đấy, có thể nhìn thùng của nó đẹp đấy, bạn bánh bò. Còn AR3 bánh tiêu đây, chung vẫn là chung giống như thế thôi, tép cũng giống, nó chỉ khác cái bát này, bát này là bát bánh tiêu thì nó là gân xốp, và đã là gân xốp thì là phải thay gân rồi.
thì em có hai đôi các bác nhá, hai đôi đây các bác có thể nhìn đây, đây một đôi nữa này, đấy đây một đôi nhá, đấy đây một đôi, bên này một đôi này. Thì những đôi như này thì em đang bán với giá là 27 triệu thôi nhá, 27 triệu đấy. Đấy, thì trong video vào buổi cuối năm thì em cũng có những cái giá nó ưu đãi hơn cho các bác nhá. Thì những đôi này thì em giảm cho các bác 1 triệu là còn 26 triệu các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn đấy, đẹp xuất sắc bao nhiêu tuyệt đối đấy. Còn những cái đôi AR2 bánh bò chung bông theo phíp này thì các bác nào cần đôi đẹp xuất sắc là 20 triệu, còn những đôi nào mà nó kém hơn một chút thì có thể là 17 18 triệu 19 triệu cũng có, nó tùy đôi đấy. Còn AR2AX bánh tiêu đấy, đôi này thì bát của nó này các bác nhìn này, bát còn rất là mới luôn nhá. Nhìn thế này nhiều khi là các bác cái tưởng là bát là bị lai, nhưng không phải lai bát đâu nhá, em đã kiểm tra rồi không phải lai bát đâu. Con này là rất mới luôn các nhá. Ở đây thì em có một đôi này, đây một đôi nữa này, đấy đôi này đôi xuất Anh này, đôi xuất Anh thì nó là mặt mùn, còn đôi Mỹ thì nó là mặt cây đi cây các bác nhá, nó khác nhau này nhá. Đấy đấy một đôi này, đây một đôi nữa này, đấy đây một đôi này, đấy bát 25 chung bông thép ruồi, đây một đôi đó các bác nhá, và một đôi bánh tiêu như là thùng 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 thông đấy, đời này nó có thùng thông và thùng lạng này, cũng mặt cây đi cây các bác nhá. Đấy thì em cũng xin báo giá qua cho các bác luôn là những cái đôi AR2 bánh tiêu, những đôi đẹp xuất sắc như thế này em có một đôi, hai đôi, ba đôi, ba đôi là rất là đẹp đấy, ba đôi đẹp này em đang bán với giá là 13 triệu 500, nhưng mà trong video vào cuối năm này xin đưa ra các bác một cái giá cực kỳ tốt các bác nhá, là 12 triệu 800 ngàn đồng đấy, 12 triệu 800 ngàn đồng cho một đôi đấy, có ba đôi đẹp các bác có thể nhìn rất là đẹp luôn, AR2 bánh tiêu đấy, và đôi đây đôi này nữa. Còn riêng cái đôi này là đôi thùng thông, đôi thùng thông đáng nhẽ ra nó đắt hơn một chút các bác nhá, vì cái thùng thông này nó sẽ cao tiền hơn, nhưng mà em cũng xin đưa ra một cái mức giá rất là hợp lý cho các bác. Đôi này thì về độ đẹp của nó thì nó cũng không được xuất sắc như những đôi kia đấy, em cũng xin nói rõ như thế, nhưng mà nó zin tuyệt đối đấy, thùng thông này, mặt cây đít cây này đó, thùng vách vuông thành sắc cạnh. Cái đôi này nó dễ xoay thì em để ngoài em tiện em xoay cho các bác xem, còn những đôi khác thì em vẫn sẽ có ảnh, bác nào thích đôi nào thì em sẽ chụp ảnh chi tiết, và tất cả những cái đôi này thì đều là vuông thành sắc cạnh rồi, các bác lưu ý cho em như thế. Thì đôi này thì em xin đưa ra một cái mức giá hợp lý cho các bác, bởi vì cái đôi này thì cái căng của nó là bị nó bị hỏng, phải cắt lại căng các bác nhé. Cái đôi thùng thông này nên là nó sẽ bị mất giá trị khá nhiều đấy, cái căng của nó bị mất và phải cắt lại các bác nhé. Đấy thì cái đôi này thì em để giá trị các bác là 11 triệu 500. Đấy còn bình thường cái căng của nó đây, đấy căng của nó dịn này, cái căng cắt lại thôi, nhưng cái lưới vẫn là lưới, cái vải vẫn là vải xịn nhá, vải vẫn là vải xịn và tem vẫn là tem xịn nhá các bác nhá, nó chỉ là mất cái khung căng thôi, nó hỏng thì em có giữ lại được cái lưới của nó, còn cái khung thì em bỏ đi em làm mới rồi, nên là em cũng nói luôn là đôi này là 11 triệu 500, giá là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đấy 11 triệu 500, còn với những cái đôi đẹp như này là 12 triệu 800 các bác nhá, 12 triệu 800, nhưng có những cái đôi đẹp như này đó. Đấy thì sơ qua thì hôm nay em có đôi một cái đôi bánh bò AR2A bánh bò chung bông, nó là bánh bò 4 loa tiếp phíp các bác nhá, 4 loa thì đây một cái đôi nó cũng đây ở đây thì bên dân chơi bên Tây ấy, người ta dưỡng cái dầu gân này nó hơi dính các bác nhá, loa thì vẫn là zin không có rách gì cả, mà nó dưỡng cái dầu vào đây nên là các bác nhìn này nó hơi cảm giác nó cứ dính ướt ướt đây, tất nhiên là nó không ảnh hưởng gì chất âm. Đấy. Mà giá đôi này thì em cũng xả cho bác giá rất là tốt và cũng bao zin cho bác tuyệt đối luôn. Đấy. Cặp này lưới của nó đây, lưới của nó này các bác nhá, lưới của nó màu này. Đấy. Cũng là lưới xịn, căng xịn nhá, tem xịn. Đấy, khung căng đây, vẫn là tem xịn, lưới xịn nhá. Thì đôi này thì em bình thường á, những đôi này thì giá của nó cũng khoảng tầm 22-23 triệu, nhưng mà trong clip ngày hôm nay thì em cũng xin giao lưu bác giá là 20 triệu cho các bác nhá. Đấy đẹp xuất sắc luôn đấy ạ, về góc cạnh là đẹp, thùng vách là đẹp đấy, còn các tuyến loa này ở đây này bôi những cái dầu dưỡng gân này này, bắt đầu là các bác nhìn thấy nó ướt này này đấy, chứ nó không có rách không bục như các bác nhá, vẫn là zin tuyệt đối, nhìn thấy nó hơi mất thẩm mỹ một chút thôi nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì chất đâu. 20 triệu tròn. Nó AR4 thì
Em có đôi lòng đen gân sóng 11 triệu 500. Đấy, giá cực kỳ tốt rồi. Đời này đời tụ treo. Đấy. Còn đây là lòng vàng dâu bạc 16 triệu 500 các bác nhá. Nhưng mà đao giá cho bác hôm nay là 16 triệu tròn. Đối với những cái đôi lòng vàng dâu bạc thì giá trị nó thường cao hơn những cái đôi lòng đen gân sóng rất là nhiều. Và chất âm của nó thì nó cũng sẽ hay hơn một chút các bác nhá. Đấy. Nên là giá nó sẽ cao hơn 16 triệu tròn. Đây là 11 triệu 500. Đôi AR4 lòng nâu này, lòng màu nâu này thì nó rẻ các bác này. Đấy. Đôi này thì Hoàng Gia đang bán với giá cho các bác, giá giao đi của bác nhé, là giá thu vốn luôn 8 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Có một đôi duy nhất thôi. Đây một chiếc này. Đây chiếc nữa này. Đấy. Các bác nhé, bao zin tuyệt đối. Đấy. Có một chiếc, một đôi thôi, không có nhiều đâu. 8 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, giá cực kỳ ngon luôn các bác nhé. Đấy, lòng đen gân sóng, lòng vàng dâu bạc thì em cũng đã báo giá rất là cụ thể rồi. À, thực ra thì nó hơi không gian nó chật và nó mình nếu mà mình làm hết những cái góc cạnh thì xoay những góc cạnh thì không gian nó không đủ, và hai là nó cũng dễ mất rất nhiều thời gian. Thì thôi, vì thay vì là các bác thích cái đôi nào thì các bác có thể chụp lại màn hình và đánh dấu lại, các bác đánh dấu lại. Đấy, thì em sẽ tìm đúng cái sản phẩm loa đó, em sẽ chụp gửi ảnh qua Zalo cho các bác, chụp cả mặt trước mặt sau tuyến loa ê căng sao gửi cho các bác, thì các bác lựa chọn nó dễ hơn. Và những cái dòng loa Fisher này thì những dòng âm ly loa AR này thì các bác cứ thông thường là hãy tìm những cái dòng âm ly Fisher đấy, thì chúng ta ghép nó rất là hợp. Ví dụ như AR3 này các bác có thể đánh từ 500 TX trở lên, AR2 thì 450T hoặc 500 TX cũng ok rồi, AR4 thì 250 TX đấy, hoặc 400T hoặc 450T cũng được, hoặc những AR2 bánh tiêu này các bác cũng thể chơi những dòng 400T, 450T hoặc 500 TX. Tuy nhiên thì nó cũng có một nhiều các dòng âm ly khác nữa chứ không nhất thiết phải là Fisher. Như Hoàng Gia có chia sẻ và cũng như có quay video gần đây ấy, thì những dòng âm ly như Tanbird, dòng âm ly của châu Âu, hoặc là những dòng âm ly Nhật xuất Mỹ, Sansui thì nó cũng đánh rất là hay các bác nhé. Chúng ta cũng không nhất thiết phải là cứ phải là Fisher đâu, vì nhiều khi là Fisher thì nó ăn theo tiềm thức của các bác rồi. Nhiều bác là cứ tìm Fisher để ghép, như là cứ quên những cái sản phẩm khác đi mà chúng ta chưa thử, chưa phối ghép thì chúng ta sẽ chưa cảm nhận được các bác nhá. Thì chúng ta sẽ lựa chọn, có nhiều cứ lựa chọn chứ không nhất thiết là phải là âm ly Fisher. Một đôi AR3 full thùng xốp căng cước nữa thì Hoàng Gia chưa giới thiệu. Còn nguyên thùng xốp series trùng với thùng luôn các bác nhá. Đôi này là 70 triệu các bác nhá, 70 triệu cho cái đôi AR3 bánh bò full thùng xốp các bác nhá. Cảm ơn các bác, và chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Và mọi thông tin chi tiết thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Âu Đuông theo số điện thoại như trên tấm biển này. 0975 884009. Địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Em còn một cái đôi này rất là ít này, NTST2 này. Đôi này là nó gồm 8 loa, 7 8 loa một thùng cơ. Đấy, đôi này thì giá là đang 23 triệu nhưng mà hôm nay thì giá để cho bác 22 triệu các bác nhá. Rẻ hơn ngày thường 1 triệu. Đó, NST2. Đôi này thì trên thị trường rất ít, gồm 7 loa hay 8 loa một thùng đấy ạ. Em nhớ không lầm là rất là nhiều loa các bác nhá. Đấy, thì bác nào quan tâm thì liên hệ với em. Đấy, đôi này thì đây các bác có thể nhìn này, nó rất là nhiều loa sau đây. Đấy, các bác nhìn đây này. Bên kia nhân đôi lên, trong bên này nữa. Bên này thêm bát 25 nữa các bác nhá. Vậy là đôi này là 2 4 6 7 ạ, 7 loa, chính xác là 7 loa một thùng ạ. Đấy. Một bát 25 này, xong cũng có một chung một tép ở đây. Nằm ở đây. Thì cái bên này nó giống bên này. Đấy, các bác cứ nhân đôi lên cho em thôi. Cộng thêm một cái loa bát 25 nữa thì nó tương đương với là 7 loa một thùng các bác nhá, 7 loa một thùng. Đó, con này là con NST2. Vâng, cảm ơn các bác, và chương trình này thì em cũng xin được tạm dừng tại đây. Giá cả thì em cũng đã báo sơ qua rồi, các bác có thể liên hệ và xem kỹ giúp em. Và các bác liên hệ với Hoàng Giao tôi theo số điện thoại trên tấm biển màu xanh này. 0975 884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Và tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá bán công khai và không bao gồm tiền ship các bác nhé. Thì cuối năm thì các bác lưu ý rằng là vận chuyển nó sẽ bị chậm, nên là các bác lưu ý là sẽ cố gắng thích sản phẩm nào thì chốt sớm để em còn tiến hành gửi hàng, bởi vì nếu mà chậm quá thì nhiều khi là nó sẽ bị nị lây, nhiều khi là chúng ta sẽ nhận vào nó muộn quá, hoặc là có thể là ra riêng cũng có thể. Thì các bác lưu ý cho em là em cũng xin nhắc như thế để các bác chúng ta cân đối. Cảm ơn các bác, và chương trình này em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau ạ.